Minasan, tomo konnichiwa. Xin chào các bạn, mình là Mỹ Duyên đến từ tiếng Nhật 21 ngày đây. Hôm nay thì chúng mình sẽ cùng với nhau học thuộc nhanh, nhớ nhanh 6 từ vựng giao tiếp với cuốn sách Hack não tiếng Nhật 1700 từ tiếng Nhật với phương pháp học thông minh âm thanh tương tự nhé. Rồi không chần chừ gì nữa, chúng mình cùng đi vào bài học thôi. Dạ, ikimasu. Chúng mình cùng bắt đầu với từ số 31. Từ số 31 thì chúng mình sẽ học từ shine. Shine. Thì shine, nếu mà các bạn hay xem phim của Nhật hay là anime Nhật, có lẽ thì các bạn đâu đó cũng nghe được cái cụm từ này đúng không? Shine. Thì shine có nghĩa là chết đi. Đây, các bạn nhìn chữ kanji là chữ tử. Thì động từ chết là shinu, nhưng mà khi chúng ta chuyển nữ thành nệ thì chính là chết đi, đúng không nhở? Shine, chết đi. Đây là một câu chửi và rất là không khuyến khích các bạn học. Tuy nhiên thì ok, các bạn học cũng được. Để nhỡ mà chúng ta mà bị mắng thì chúng ta vẫn hiểu được, đúng không nhở? Thì shine nghe gần giống như là cine ở trong cinema. Cinema từ tiếng Anh cinema là rạp chiếu phim, nhưng mà chúng ta đọc kiểu Việt Nam rích, đúng không nhỉ? Việt Nam rích thì thành cinema. Cine, xem phim ở rạp cinema, vui chết đi được. Từ cái câu chuyện này thì cái từ cine tự nhiên nghĩa nó mang cảm giác bớt nặng nề hơn hẳn, đúng không? Tại vì thành vui chết đi được chứ không phải là chết đi nữa. Vui chết đi được, ta lại có cine, chết đi. Ở đây thì chúng mình rất hay nghe cái câu này ở trong phim, nếu mà cái đoạn mà đối thủ mắng nhau á, từ nhất là các bạn mà xem xuyên gao ấy, shine, đúng không nhỉ? Omae, shine. Omae có nghĩa là mày, và shine chúng mình vừa học là chết đi rồi, mày hãy chết đi. Chúng ta hay hạn chế dùng nhá. Thôi chúng mình hứa với nhau là chúng mình sẽ không dùng đi. Chúng ta chỉ cần học để chúng ta biết nghĩa thôi. Để nhỡ mà có ai đó trong trường hợp nào đấy mắng mình thì may ra mình còn hiểu, đúng không? Là người ta người ta không có ý tốt với mình. Tiếp theo thì chúng mình sẽ học về cái giá. Cái giá trong tiếng Nhật chúng ta có từ ra đự. Ra này, đự này, trọng âm rơi vào chữ ra. Ra đự, ra đự, ra đự, cái giá. Thì ở đây chúng mình sẽ nhớ đây, cái âm đầu tiên chữ ra nghe gần giống như là ra. Ra lấy cái giá, ra lấy giá, ra lấy giá, ra ra rự, ra rự, đúng không? Ra rự, giá. Từ này thì nếu mà các bạn mà có cơ hội học tập và sinh hoạt ở Nhật, sống ở bên Nhật đúng không, hay là những bà nội trợ, thì may ra các bạn mới gặp từ vựng này nhiều. Cái giá, ra rự. Còn gần như thì chúng ta sẽ không sử dụng nhiều cho lắm. Ta sẽ có này, ra rự, arau. Động từ arau là rửa và trợ động từ o arau, ra rự là cái giá. Vậy ra rự arau có nghĩa là rửa cái giá, rất dễ nhớ đúng không? Chị, chúng mình sẽ học từ hưng phấn. Hưng phấn trong tiếng Nhật chúng ta có từ kofun. Kofun, kofun. Đây các bạn nhìn chữ kanji, chữ hưng và chữ phấn. Kofun thì nghe gần giống như là cô phừng, đúng không? Mặt cô phừng phừng vì quá hưng phấn. Mặt cô ấy đỏ phừng phừng. Mặt cô phừng phừng vì quá hưng phấn. Cô phừng, cô phừng, cô phừng, cô phừng, hưng phấn. Các bạn nhớ từ này cho mình nhé. Cô phừng, hưng phấn. 今 とっても興奮しています. Ta sẽ có này. Cô phừng しています là đang hưng phấn các bạn nhé. Đang hưng phấn. 今 là bây giờ. とっても là rất. Vậy câu 今とっても興奮しています có nghĩa là bây giờ tôi cảm thấy đang rất hưng phấn. Bây giờ tôi đang cảm thấy rất hưng phấn. Chị, chúng mình sẽ học từ gì đây? Các bạn nhìn chữ kanji này. Bạn ấy đang ăn gì đây? Ăn mì tôm hảo hảo à? Câu chuyện là khẳng định ăn mì tôm mê luôn. Ở đây thì chúng mình nhìn vào cái chữ màu xanh này, khẳng định. Vậy nghĩa của từ số 34 chúng mình học đó có nghĩa là khẳng định trong tiếng Việt. Và cách đọc sẽ gần giống như là mì tôm mê, đúng không? Mì tôm mê, gần giống mì tôm mê trong tiếng Việt. Vậy chúng ta sẽ có từ gì đây? Khẳng định trong tiếng Nhật chúng ta có từ mì tôm mê rự. Mì tôm mê rự. Rự, đôi rự đằng sau là chúng ta biết là động từ rồi đúng không? Vậy chúng mình chỉ cần nhớ ba từ phía trên thôi. Mì tôm mê, mì tôm mê. Các bạn nhìn chữ kanji là chữ nhận này, và có nghĩa là khẳng định, thừa nhận. Các bạn cùng phát âm lại theo mình một lần nữa nhé. Mitomeru, khẳng định, thừa nhận. Khẳng định ăn mì tôm mê luôn, rất là liên quan đúng không? Các bạn nhìn vào bức tranh và câu chuyện để nhớ được từ vựng này nhé. Jibun wo mitomeru. Jibun là bản thân mình, và mitomeru là thừa nhận, chúng ta vừa học xong. Vậy câu này có nghĩa là khẳng định mình, làm cái gì đó để khẳng định mình đúng không? Jibun wo mitomeru.
Mitomeru, khẳng định. Chị, chúng ta sẽ học ngôi sao trên trời rất là đẹp. Các bạn thích những ngôi sao không? Ngày xưa mình rất là thích ngắm sao và mình cảm thấy sao đẹp ý. Lấp lánh, cảm giác bầu trời như là điểm xuyết những cái gì đấy như kim tuyến, kim cương ý. Mình đôi khi còn thích sao hơn là mặt trăng mặt trời các bạn, đôi lúc ý. Thì bây giờ chúng mình sẽ học ngôi sao trong tiếng Nhật nhé. Ngôi sao trong tiếng Nhật chúng ta có cách phát âm thế nào đây? Chúng mình sẽ đi từ bức tranh câu chuyện rồi suy ra cách phát âm trong tiếng Nhật của ngôi sao nhé. Ở đây các bạn nhìn bức tranh thấy ngôi sao ném xuống hồ xí không? Ném xuống cái nhà vệ sinh. Oh, ngôi sao rơi vào hồ xí. Ngôi sao rơi vào hồ xí. Vậy, màu đỏ hồ xí đây. Vậy cách phát âm ngôi sao trong tiếng Nhật sẽ gần giống như là hồ xí trong tiếng Việt của mình. Ta có từ hồ xí. Hồ xí nghe rất là giống hồ xí đúng không? Hồ xí, ngôi sao, chữ can gì là chữ tinh đây. Tinh trong tinh tú ấy. Hồ xí, ngôi sao. Hồ xí ga ippai da. Ippai là đầy. Vậy hồ xí ga ippai da có nghĩa là bầu trời đầy sao. Hồ xí, sao. Chữ chúng mình sẽ học từ shimai. Shimai, shimai đúng không? Shimai, shimai ở đây các bạn nhìn thấy chữ tỉ muội và có nghĩa là chị em. Các bạn nhớ nhá, shimai là chị em. Xin mãi chị em mới cho. Đây, người chị và người em mới cho. Xin mãi chị em mới cho. Xin mãi này, mấy cô gái này mới cho đúng không? Xin mãi chị em mới cho. Xin mãi thì shimai nghe gần giống như là xin mãi trong tiếng Việt của mình. Thế nên chúng ta mới có câu chuyện xin mãi chị em mới cho đúng không nhở? Xin mãi, shimai, shimai, tỉ muội, chị em. Các bạn nhớ nhá, chị em. Shimai nakayoku. Nakayoku, naka là giữa, yoku là tốt. Vậy cái cụ nakayoku có nghĩa là mối quan hệ rất là tốt, rất là hòa thuận. Shimai chúng mình vừa học là chị em. Vậy shimai nakayoku có nghĩa là chị em rất hòa thuận. Chúng mình cùng ôn tập một số từ vựng mà chúng mình vừa học trong bài nhé. Cái giá trong tiếng Nhật thì chúng mình sẽ phát âm thế nào nhỉ? Ra lấy giá. Ra rự. Ra rự. Giá. Rất dễ nhớ đúng không nhỉ? Vì quá hưng phấn, mặt cô bị làm sao nhỉ? Mặt cô phừng phừng vì hưng phấn. Cô phừng. Các bạn nhớ được từ này chưa? Cô phừng đúng không? Cô phừng, hưng phấn. Khẳng định trong tiếng Nhật thì chúng mình sẽ có cách nói thế nào đây? Chúng mình cùng nhìn vào bức tranh và nhớ lại câu chuyện để nhớ được từ vựng này nhé. Khẳng định ăn mì tôm mê luôn. Mì tôm mê, mì tôm mê chính là khẳng định. Mì tôm mê rự, mì tôm mê rự. Ngôi sao bị làm sao? Ngôi sao rơi vào hồ xí. Các bạn nhớ được từ vựng này chưa nhỉ? Hồ xí. Hồ xí đúng không? Hồ xí, ngôi sao. Chị em trong tiếng Nhật chúng mình có cách nói thế nào nhỉ? Các bạn cùng nhớ lại câu chuyện. Xin mãi chị em mới cho. Xin mãi. Nhớ được từ này chưa nhỉ? Shimai đúng không? Shimai, chị em. Jigyo wa owari desu. Buổi hôm nay chúng mình đến đây là kết thúc rồi. Rất là ngắn đúng không? Nhưng các bạn đã nhớ được 6 từ vựng rồi đấy. Mỗi ngày chúng ta tích lũy một chút thì vốn từ vựng của chúng ta càng ngày dần dần càng phong phú thêm. Rồi, nếu các bạn thấy video của mình hay và bổ ích thì các bạn đừng quên ủng hộ mình bằng cách nhấn subscribe kênh, like và share để không bỏ lỡ những video tiếp theo của mình nhé. この video は終わりです。もしよければこのビデオをシェアしてお願いします。そしたらまた次回のビデオね。バイバイ。